Ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ngày càng thu hút được nhiều sinh viên do vấn đề dinh dưỡng ngày càng thể hiện rõ vai trò trong tăng hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ngành học này qua phóng sự ngay sau đây. Chọn đúng loại thực phẩm, cân đong đo đếm lượng calo và gia vị trước khi chế biến là những kiến thức cơ bản mà các sinh viên này phải nắm được để thiết kế bữa ăn cho từng nhóm bệnh nhân khác nhau. Yêu cầu là các bữa ăn phải hợp khẩu vị và sở thích để bệnh nhân chịu ăn, lại vừa phải phù hợp với đặc tính bệnh lý của người bệnh. Đối với cả một bệnh nhân suy thận độ 4 thì bọn em sẽ luôn luôn hạn chế cho bệnh nhân không ăn những thực phẩm quá nhiều dầu protein cũng như là hạn chế lượng muối trong thực phẩm. Ngành học dinh dưỡng của bọn em thì bọn em vô cùng thích là đó là được trải nghiệm rất là nhiều thứ. Ví dụ như là mọi người nhìn thấy đây là một tiết nấu ăn, rất ít ngành có thể làm như thế này. Chương trình đào tạo cử nhân dinh dưỡng là 4 năm với 6 lĩnh vực gồm dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện, tư vấn dinh dưỡng trong y tế công cộng, an toàn thực phẩm và vệ sinh ăn uống, quản lý và hoạch định chính sách dinh dưỡng, nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng công nghiệp thực phẩm. Nội dung học tập luôn phải gắn với thực tiễn nên các sinh viên của khoa được gửi đi thực tập ngay từ năm thứ 2. Có 3 cái loại phòng thực hành chính, phòng thực hành liên quan đến nhân chắc dinh dưỡng là đó các em có thể cân đo, rồi là đo các lớp mỡ dưới da, thì đấy là thực hành về nhân chắc. Cái phòng thực hành thứ hai, loại thực hành thứ hai là phòng thực hành liên quan đến chế biến thực phẩm. Và một cái phòng thực hành chúng tôi có phòng xét nghiệm an toàn thực phẩm. Thì sau khi những cái thực tập cơ bản đó thì nhà chúng tôi mới gửi sinh viên đến các bệnh viện, các cái cơ sở thực tập ở cộng đồng để sinh viên có thể làm quen với thực tế. Ngoài việc cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế thì chương trình học của khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm còn liên tục cập nhật thông tin và tài liệu từ các kỳ hội nghị, hội thảo về dinh dưỡng trên thế giới. Việc đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên cũng được chú trọng để đảm bảo sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Bây giờ các cơ sở y tế yêu cầu sẽ có một khoa dinh dưỡng riêng nên là em thấy là điều này ngành này rất là dễ kiếm việc làm trong tương lai. Đến nay, Đại học Y tế Công cộng đã tuyển sinh được 6 khóa sinh viên, trong đó có 2 khóa đã tốt nghiệp. Nếu như trước đây, mỗi năm khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm chỉ tuyển khoảng 60 sinh viên, thì nay số lượng đã phải tăng lên hơn 100 sinh viên để kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực làm công tác dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam.